Em ơi. À, dạ. Ăn sáng đi. Ừ. Dạ hôm nay mình có gì em, có gì? Dạ. Có gì? Menu. Có menu luôn hả? Thôi menu em dọn kia rồi. Rồi rồi rồi. Dạ. Hôm nay thì quán có hủ tiếu, bún bò, phở, mì gói, rồi bò kho. Phở đi, phở đi. Dạ phở hết rồi anh. Hồi sáng nay khách hơi đông. Bữa xong mới liệt kê ra có mà. Dạ ý là quán có bán những món đó nhưng mà nó hết phở rồi. Dạ anh chọn món khác giùm em. Bún bò. Dạ bún bò hết bò, ăn bún không được không anh? Kỳ á. Dạ tại nay bò kho có không? Dạ bò kho mà không có bánh mì. Liệt kê làm chi? Ý là liệt kê cho anh biết là quán em bán những cái món đó đó. Còn gì? Dạ mì gói. Mì gói ở nhà tôi mua được chụm ăn cũng được, mắc mắc mới là dạ quán làm chi vậy? Mì gói em đặc biệt lắm. Đặc biệt sao? Dạ mì gói nhưng mà ăn nước hủ tiếu, ăn nước bò kho, ăn nước bún bò, ăn nước phở. À là mấy cái kia ế giờ tồn lại lấy bán gì? Không phải, ý là mình mix cái vị không mix đâu, cái này ế tồn lại. Có anh nói vậy sao ế xong mấy món kia hết được. Ok thì thôi cho tôi mì gói mà trụng cái nước hủ tiếu. Dạ nước hủ tiếu. Ok dạ. Nhanh nha. Dạ. Đang đói á. Buôn bán quán xá chán gì trời, kêu muốn gì cũng hết, gì mở quán hay thiệt chứ. Nhanh em ơi. Dạ 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 rồi dạ, rồi đây. Dạ mời anh. Wow. Dạ. Ngon á. À, mà anh ơi. Hả? Anh có này nói nghe. Nói đi. Ấy là tại hôm qua kiểu như bị mệt trong người á. Nên sức khỏe không được tốt. Cái tự nhiên cái lưỡi nó bị mất vị giác á. Nên là nấu đồ nêm nếm nó không được ổn á. À vậy hả? Dạ nên là giả sử mà nó có bị lạc, nó bị như thế nào thì anh cứ feedback ha. Ok ok. Thông cảm. Thôi rồi. Dạ. Dạ sao anh? Vừa ăn không anh? Sao lạc vậy em? Lạc hả? Nó lạc như nước ốc vậy đó. Ồ, bởi vậy em mới nói là anh thông cảm. Đây, đây, có nước mắm nè. Anh nêm vô đi. Đây, đây. Nêm ít thôi. Đó, vừa thôi. Dạ rồi. Sao? Vẫn lạc nha. Vẫn lạc á anh. Anh thử lại coi được chưa. Chứ em thấy là cũng nhiều mắm rồi đó. Hơi đắng ta. Đắng hả? Sao chỉ thằng đắng này. Ủa sao kỳ vậy ta? Kỳ á. À, để em nêm miếng tương ớt thử coi nó có lấn át không. Rồi rồi rồi. Sao nó chát ngầm vậy em? Chát hả? Nó chát như trái sung vậy đó. Sao kỳ đó anh. Ừ. Anh đứng lên coi. Kỳ đó. Ăn thử coi. Sao vậy? Kỳ đó. Lạ nha. Đúng không? Em thấy nó hơi chát anh ơi. Đúng rồi. Em nghĩ là chắc anh nêm thiếu cái gì á. Để bỏ thêm xíu tỏi coi sao. Thêm xíu mắm nữa. Tương này vô nữa. Nó hơi xíu chua. Này ăn chanh chưa? Có chanh không? Ở trong kia vô lấy giùm em. Ok, trong kia lấy giùm em. Ở đâu hả? Ở trong tủ lạnh bên này, tủ lạnh bên này nè. Đó, mở anh mày lấy giùm miếng chanh nè. Đó, đúng đó. Rồi, ăn cái mì gói là phải có chanh đúng nó mới rồi. Ngon, nó mới đậm vị được. Đúng rồi. Sao vậy? Thiếu nha. Thiếu gì? Thiếu cái vị ngọt nha, vị ngọt từ xương nha. Đường được không? Đường. Lấy giùm đường đi, nêm đường giùm đi. Hũ đường đâu? Ở trong. Hũ đường con trai, hũ đường. Cảm ơn. Hũ đường nè. Tùy cho. Nêm con. Thèm quá. Từ để nêm nữa, vừa ăn hả? Tại vì á mình nấu mà. Đúng mình rồi. Phải là cái khẩu vị nó phù hợp với khách hàng. Đúng rồi. Mình ra là người ta ăn không có được. Có lại kiểu như bỏ đồng tiền ra ăn phải xứng đáng. Dạ. Nêm lại coi. Cái này hơi ngọt quá rồi. Đường hơi nhiều hả? Hơi nhiều rồi. Ăn đường không? Ngon không? Ăn mì gói mà nước hủ tiếu. Là phải có sa tế nha. Đúng rồi. Nãy quên bỏ sa tế nha. Đúng rồi. Sa tế vô cho nó cay cay. Quên bỏ sa tế vô. Đúng rồi. Có phải cay rồi mới ngon. Tôi kinh nghiệm bán quán lâu năm tôi biết chứ. Tôi quá rành mấy chuyện này rồi. Ngon chưa? Ngon. Ngon nha. Đậm đỏ. Ngon không? Ngon không? Tôi thấy là cái vị nó bắt đầu ổn định rồi. Ngon lắm rồi. Nói chung là mọi thứ nó khi mình mà kiểu như mình nêm nếm đầy đủ á thì nó sẽ mang lại một cái vị rất là ngon nha. Tại vì ban đầu á là mình kiểu như tôi sức khỏe không tốt. Thành ra là cái lưỡi nó hơi bị nhạt, nêm nó hơi bị lệch vị thôi. Nhưng mà sau khi nêm nếm tôi thấy ổn á. Ok á. Ngon nha. Ok. Ủa? Chưa ăn luôn. Vô đây chị. Vô ăn á.
Vô ăn sáng á. Ăn gì? Ăn sáng hả? Vô ăn sáng hồi nãy. Hồi nãy mình kêu hủ tiếu phở người ta không có, người ta chuyển sang mì gói mà lấy nước hủ tiếu á. Sao ăn đi. Người ta ăn nãy giờ hết luôn rồi. Nim nim xong ăn hết nguyên tô luôn. Còn gì đâu ăn? Không sao. Nói chung là nó chỉ là một cái sự cố ngoại muốn thôi. Thôi bây giờ tôi thương lượng vậy. Bên tôi thì bán một tô bún thế này là 30 ngàn. Nên thôi thì bây giờ tôi gửi lại cho bạn là 30. Không, 25 thôi. Bạn ra quán hủ tiếu bên kia. Bên kia thì người ta bán 25 rẻ hơn bên tôi. Nên là bạn cầm một bạn ăn nha. Thương lượng ok không? Bạn bán mắc hơn đây bên kia. Không, tại vì tôi là có đồ nêm nếm đầy đủ. Anh đang nói nhỉnh giá một tí xíu thôi. Mình thương lượng thấy hợp lý không? Cho 10 ngàn uống cà phê luôn. Uống cà phê 10 ngàn luôn. Phê sao 10 ngàn bậy? Cà phê đen người ta bán là 18 ngàn. Vậy hả? Cà phê sữa 18 ngàn, cho bạn 2 ngàn luôn. Ok. Ra quán khác ăn đủ cà phê giùm nha. 45 ngàn. Ok. Cảm ơn nha. Vậy nha. Anh em hợp tác vui vẻ nha. Tốt bụng quá, cảm ơn. Sau rảnh ghé lại nha. Ok. Dễ thương ghê.